Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài tập mà giống bài trước nhưng mà nó khác một chút, khó hơn mà sẽ hay hơn. Đó là cái bài này nhá. Các con nhìn lên màn hình nào, có nhìn rõ không? Nhá. Tức là bây giờ vẫn là con mèo, con cánh cam, con chuột và con chó. Nhưng mà là nó xếp hàng như thế này, bắt đầu trên cái vòng tròn. Khi chúng ta bấm space thì nó sẽ bắt đầu di chuyển xung quanh cái vòng tròn này. Mà chúng ta muốn kiểm soát được cái vòng tròn này nó ở đâu trên màn hình đó, tức là nó sẽ xếp hàng đúng như vậy và nó đi dọc di chuyển theo cái hình tròn đó. Nhưng mà bài này là nó khó, bài trước là bài này là không phải, đây không phải là hình, bài trước là hình chữ nhật, bài này là hình tròn, cho nên là chúng ta phải làm sao mà kiểm soát được cái con vật đó nó di chuyển trên cái vòng tròn đó, trên vòng tròn như thế nào. Đấy, thì cái bài này là chúng ta sẽ phải, đầu tiên chúng ta phải học cách vẽ vòng tròn đã. Vẽ vòng tròn, sau đó chúng ta làm thế nào để mà mô tả cái nhân vật đó di chuyển trên vòng tròn như thế nào nhé. Rồi. Đấy, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát này. Bây giờ đây cùng nhau chúng ta làm nhé. Bây giờ trước hết chúng ta đừng, tạm thời chúng ta chưa nghĩ chuyện con vật vội. Bây giờ chúng ta học cách vẽ hình tròn đã. Ta sửa đây là tâm này, tâm nó ở đây nhé. Bán kính của nó là R, và chúng ta sẽ muốn điều khiển cái con vật đó, điều khiển nhân vật mà di chuyển dọc dọc theo hình tròn, nhưng mà này nó sẽ khó hơn đấy nhá. Rồi thì chúng ta cùng cùng quan sát này. Thế bây giờ để mà vẽ được cái vòng tròn, thế bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây thêm một cái nhân vật để mà chúng ta sẽ vẽ, để quan sát cái vẽ hình tròn đã nhé. Bây giờ đây chúng ta đưa vào đây một cái nhân vật để dùng để vẽ hình tròn bất kỳ nhé, có thể dùng cái bút chì hoặc là dùng cái gì đó cũng được nhé. Đây chúng ta dùng cái pencil như này để chúng ta vẽ hình tròn nhé. Đây. Đây. Chúng ta lấy cái này nhé. Đấy. Tạm thời bây giờ thầy xóa cái mèo đi, thầy để bước bút 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 chì thôi. Thế bây giờ thầy muốn vẽ cái hình tròn như thế này thì làm như nào? Đấy, thì nói luôn này, ở trong Snap nó không có cái lệnh vẽ vòng tròn. Sau đó chúng ta sẽ phải học cách vẽ vòng tròn bằng cách là vẽ một cái đa giác đều. Bây giờ thầy chúng ta sẽ vẽ thử nhé. Giả sử nó nằm ở đây này, nó nằm ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nhé. Đây, bây giờ như thế này. Giả sử cái bút chì nó đang hướng bên phải, giả sử nhé. Đây thầy vẽ các bạn xem thử. Bây giờ ta vẽ một cái hình tam giác đều trước, xong tứ giác đều chúng ta vẽ mình đa giác đều bất kỳ đã nhé. Đây, bây giờ thầy thử như này nhé. Đây bìa như này cho nó tiện nhé. Vẽ một cái hình đa giác đều với cạnh là n, thầy tạo ra một cái biến nhớ có cái độ dài là n, lại là n nhé. N là số cạnh của đa giác. Bây giờ làm như sau, thì làm thử này. Bây giờ thầy đầu tiên thì đặt cái n này, ví dụ đặt tên đường bằng 3 nhé, đặt tên đường bằng 3. Ví dụ thế nhé, đường 3 đây, giả sử tôi để bắt đầu tôi để như thế này nhé. Đấy. Và giả sử cái vật ở đây nhé. Rồi thế bây giờ như này này, và giả sử đây mình thấy, giả thử thầy tạo ra một cái biến nhớ nữa để mô tả cái độ dài cạnh của đa giác n, thì gọi là d nhé. D đây là độ dài của cạnh của đa giác n đều. Ví dụ ta để d đấy bằng 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 ví dụ ta để d đấy bằng 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 20 chẳng hạn nhé. Rồi thì làm như sau này, thì cách cách vẽ mình đa giác đều là như này nhé. Chúng ta quan sát này, là như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái vòng lặp, cho cái vòng lặp là n lần
vậy đa giác n, đa giác n cạnh mà thì lập là n lần n d n 3 đây này nhé. Rồi sau đó thì chúng ta làm như sau, chúng ta cho cái con vật này nó di chuyển về phía trước một cái đoạn bằng múp, một cái đoạn bằng d, bằng d, sau đó nó phải xoay, xoay một góc là bao nhiêu độ, nó xoay một góc làm sao đó để lặp xoay lặp n n lần thì nó quay đúng một vòng. Như vậy là nó phải xoay một cái góc sang trái, sang trái, xoay sang trái một cái góc bằng bao nhiêu, bằng là 360 chia cho n. Chỗ này lấy khó đấy, chúng ta phải làm phép chia như thế này đây. Phép chia như sau, phép chia là 360 độ chia cho n đấy. Thì nhắc lại này, đi về phía trước là làm là d này, xong quay sang bên trái là 360 chia cho n, lặp n lần. Như vậy là n nhân 360 chia d chia n là bằng 360 độ. Như vậy đúng là một vòng thật. Vì làm thử nhé. Đây bây giờ thầy cho vào đây một cái cho đây thêm cái pen nữa này. Như thì ban đầu thầy để cho nó là đầu tiên là xóa màn hình này. Xong tới đây thì bắt đầu hạ bút này, pen down đây này, pen down ở đây nhé. Và đây là pen up. Thì lệnh này nó sẽ vẽ ra một cái đo giác đều n cạnh. Thế để to ra một tí nhé, để to ra là làm việc là 100 chẳng hạn. Vẽ thử này. Như này. Đấy, nó vẽ thành hình như này này. Đấy, nó ra đều. Bây giờ có thể ẩn này đi. Ẩn đi cho nó yên thì mình không còn nhìn thấy cái người cũng chỉ nữa được, cho nó ẩn đi nhé. Dùng này cho nó ẩn này. Dùng lại nha. Âm lại lúc này cho nó ẩn đi này, hai đấy đấy nhá. Đó thì nó ở đây nhá, nó đi về trước là d này, xong xoay này, xoay một góc là 360 chia cho n này, và cứ như vậy lặp ở đây là lặp là n lần n đường 3 nhá. Mình thử n đường 4 này, n đường 4 nó ra cái này đấy, hình vuông đúng không nào. Thế để đây là 5 này, 5 nó ra là hình ngũ giác đều, thấy không nào. Đấy mà thế để đây nó là 6 thì nó ra là 6 thì nó ra là hình lục giác đều đấy nhé. Như vậy là tổng quát mình sẽ để n khá lớn. Bây giờ thầy cho cái bút này nó lên, thế để cho lệnh này nhé, để cho nó chạy chạy xuống vị trí phía dưới, nên là 0 0, còn đây là trừ 100 chẳng hạn nhé. Thế này nó lên này nhé. Đấy thì bây giờ thầy tăng lên này, nếu mà tăng n lên thì phải giảm d đi. Bây giờ thầy cho n tăng lên là thành 20 chẳng hạn, cho cái d giảm xuống còn 10 thôi, còn 10 thôi. Sẽ nó ra cái gì nhất ra này. Đấy. Thấy hình tròn chưa? Như vậy là nếu mà chúng ta vẽ với đa giác đều mà vẽ n khá lớn ấy, thì nó đúng là hình tròn thật. Hình tròn thật. Được chưa? Đấy. Thì đây là cái cách mà chúng ta, như vậy là cái bài đầu tiên chúng ta nhớ là chúng ta sẽ vẽ muốn vẽ hình tròn thì sẽ vẽ một cái đa giác đều với n là đủ lớn, được chưa? Và cách vẽ như sau, các bạn là như thế này, đây đi phía trước là d, d là độ dài của cạnh của đa giác đều đó, còn góc quay là 360 chia cho n. Ở đây có thể đổi lên trước được, đổi này cũng được, cũng không sao, vẫn là hình đó, vẫn là hình này, đấy, được chưa? Thì nếu mà thầy để, ví dụ thầy để cái này to lên là 40 chẳng hạn thì nó vẽ hình đấy, thấy không nào. Vì thế để cái này tăng lên là 50 chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì vấn đề bây giờ là làm thế nào để mà tìm hiểu cái quan hệ giữa n này này và d này đấy nhé, và góc này
Cho nên là chúng ta phải dùng toán để ta phân phân tích được. Bây giờ thầy quay lại, thầy chụp mặt lại cho bạn bạn xem nhé. Đây, bây giờ thầy làm như này cho các bạn xem. Hiện nay thầy đang làm như này. Để chúng ta phân tích một chút nhé. Phân tích một chút. Đây. Cái chúng ta đang làm là cái này. Chúng ta vẽ theo cho các bạn vẽ hình mình đa giác đều như thế này. Được chưa? Đây, thì cái này là D này. Cái độ dài này là D này. Đúng nào? Nó đi lên đây và nó xoay. Xoay một góc này là alpha này. Thấy không nào? Đây thì cái chỗ này này. Và lặp lặp ở đây là lặp n lần. Lặp lặp n lần. Lặp n lần như sau là đi phía trước xoay. Xoay trái một góc là alpha. Và đi về phía trước. Đi về phía trước. Một đoạn là D. Đoạn là D. Thì D chính là cái lệnh mà chúng ta đã làm để mà ta vẽ hình tròn. Được chưa? Đây này, chỗ này này. Đây. Thì bây giờ ta nhớ lại nhé, cái alpha bao nhiêu? Cái alpha này là bằng bằng là 360 chia cho n. Thấy không nào? Đấy, thì ta nhớ lại cái này này. Cái alpha này chính là cái 3 này, đây chính là alpha này. Đây là D nhé, đây là n nhé. Cái chỗ này là chỗ mà để vẽ một cái đa giác đều n cạnh. Đó, thế nên ra cái đó. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ chúng ta cần gì? Bây giờ chúng ta muốn vẽ lại cái hình như sau. Bây giờ chúng ta muốn như này. Bây giờ từ đây chúng ta suy ra nhé. Bây giờ thầy muốn vẽ như sau. Bây giờ thầy muốn vẽ lại một hình tròn như thế này. Hình tròn như thế này. Và bắt đầu cái điểm của con vật nó nằm ở đây. Và thì một con vật này nó nhìn ra phía này. Được chưa? Đấy thì làm thế nào để mà vẽ được hình đó nhé. Bây giờ thầy giả sử cái này nó là bán kính của nó là R. Được chưa? Là R. Thì con vật đấy nó phải xoay một góc ở đây. Nó phải xoay một góc nhỏ ở đây là bằng bao nhiêu đây này, góc này. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì cái góc này này chính là alpha. Đấy, alpha là alpha 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 alpha, alpha này nhé. Thì ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cho đặt n bằng 360 đi. 360 thì từ đây suy ra là alpha sẽ bằng 1. Alpha sẽ bằng 1 luôn vì là alpha bằng 360 chia cho thì bây giờ thầy cần phải tính D. Đây là D này. D bằng bao nhiêu? Thì các bạn phân tích nhé. Đây là cái toán là tiểu học là hiểu được nhé. Con vật sẽ đi một vòng quanh quanh vòng tròn là n lần. Vậy nó sẽ đi được một vòng vòng tròn là n nhân với d khoảng cách, đúng không nào? N đều khoảng cách mà n ở đây chúng ta bắt được 360, vậy nó sẽ bằng là 360 nhân với d. Đấy, thấy không nào? Đây cần tính đây là cái này này, đây là cái này nhá. Mà chúng ta biết ra gì? Chúng ta biết là cái vòng tròn này bán kính là R. Đấy, thì từ kiến thức của lớp 4 chúng ta nên biết rằng là chu vi cái này chính là chu vi của hình tròn. Niêm đoạn là chu vi hình tròn bán kính R. Vậy suy ra cái này bao nhiêu? Cái này nó sẽ bằng là 2 pi nhân với R. Chúng ta nhớ lại là công thức tính chu vi hình tròn nhé. Công thức tính chu vi vòng tròn là 2pi nhân với R. Ở đây pi là một cái hằng số là 3.1415. Nghe nhé. Cái này là kiến thức từ lớp 4 nhé. Vậy chúng ta suy ra cái gì? Vậy suy ra như sau. Đây, chúng ta cũng là vậy suy ra như sau này. Vậy suy ra là N sẽ là 360D sẽ bằng là 2 pi nhân với R. Vậy thì suy ra là gì? Suy ra là D bằng là 2 pi R chia cho 360. Vậy cái này sẽ bằng gì? Cái này sẽ bằng chính là pi R chia cho 180.
chị lại bằng D nhé. Vậy tôi suy ra là D có thể tính được là như sau. D sẽ bằng này. D sẽ bằng là PR chia cho 180. Một công thức hoàn toàn là toán học nhé. Toán học. Đây chúng ta có alpha. Alpha ở đây là bằng bao nhiêu? Alpha bằng 1. Còn N bằng 360. 360. Đấy. Cái góc này này, cái góc này này, cái góc này này, góc này này chính là góc là alpha chia 2, vì tổng cả đây là alpha. Đấy. Mà ta suy ra cái gì? Mà ta suy ra như sau này. Muốn con vật nằm ở đây thì chúng ta sẽ vẽ hình của chúng ta nhé. Hình của chúng ta là như này, hình của chúng ta là con chuột nằm ở đây này. Chuột sẽ nằm ở chỗ này nhé. Con chó, con mèo nằm bên cạnh đây nhưng con chuột nằm ở đây. Thì con chuột nó sẽ như thế này. Đây. Giả sử chúng ta muốn vẽ cái hình tròn bán kính R. R nhé. Đây là điểm điểm tâm. Tâm đây là điểm x, y, điểm 0,0 nhé. Thì chúng ta vẽ thẳng xuống đây này. Được chưa? Thì chúng ta xoay ngang này. Xoay ngang ra này. Xong xoay lên một góc là góc này này. Bằng là chỗ góc đây bằng alpha chia 2. Bằng là chia bằng 1/2. Nhé. Đấy, còn chỗ này là D này. D này. Đấy, D thì bằng bao nhiêu? D thì bằng là PR chia cho 180. 180 nhé. N thì bằng là 360. Alpha thì bằng 1 nhé. Rồi. Thế từ đây chúng ta sẽ suy ra cái như sau này. Biệt thì sẽ làm lại từ đầu nhé. Chúng ta dựa ở đây chúng ta sẽ vẽ được cái vị trí ban đầu của con vật mà chúng ta muốn mô tả cái vị trí con vật nằm trên hình tròn mà hướng về phía bên phải mà luôn chuyển động về phía trước thành vòng tròn nhé. Giờ mình chúng ta làm này, bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài đó nhé. Đây này, mình thầy làm lại bài này, làm lại như sau nhé. Đây, bây giờ thầy sẽ xóa cái thằng loại từ đầu. Thôi được, cái này thầy, các bạn này thầy tạm thời thầy ghi lại này, ghi lại thầy cái bài số 1 ngày hôm nay nhé. Này, hôm nay là bài B2 này, bài 1 này. Yeah. B2.1 vẽ hình tròn nha. Yeah. Hình tròn. Bây giờ thầy sẽ làm lại cái bài này thật cẩn thận hơn nhé. Yeah. Bây giờ thầy new một cái mới tinh, và bây giờ thầy xóa con mèo đi, thầy tạo ra một cái nhân vật mới tinh, cốt vẽ vòng tròn thôi. Bây giờ thầy tạo nhanh cái nhân vật nhé. Yeah. Tạo nhanh cho dễ này. Đây này. Thầy vẽ cái hình tròn lên chân, vẽ cái hình tròn cho nó cũng cốt là để ấy nữa mà nhé. Yeah. Vẽ đúng cái tâm này nhé. Yeah. Rồi hình này là cốt để vẽ thôi, không có gì cả. Hình này thầy tạm thời đặt cái nguyên vật này là tên là bút nhá. Bút vẽ nhá. Cái này là không để làm gì cả. Yeah. Đây là bút này. Bút. Rồi. Thì bây giờ làm như sau, chúng ta cùng nhau. Cái bút này là cốt để vẽ hình tròn thôi, còn chúng ta sẽ mô tả con vật sau đây nhé. Đây nhé, chúng ta tạo như vào sau đây. Chúng ta tạo các cái biến này. Bình như chúng ta là một cái biến lại là R. R là cái bán kính của hình tròn đấy. Vậy là R, được chưa? R này, R nhé. Của chúng ta thầy vẫn đặt là N đi. N của chúng ta chính là bằng 360 nhé. Đặt một cái biến nhớ là alpha đi. Alpha thì góc alpha của chúng ta là 1 nhé. Rồi. Đặt như sau này. Đây thì mình thấy bắt đầu nhé, đây. Thì đặt nhé, đây này cùng nhau cùng đặt cho cùng đặt nhé, đây. Của chúng ta này. R. R chúng ta thầy cho nó là bán kính to như này nhé, bán kính nó khoảng 150 đi, to đi nhé, 150. Thầy đặt alpha là 1. Alpha là cái này này. Alpha là 1 này. N bằng 360 này. Đây nhé.
n bằng 360 nhé, 360. Và đặt thêm bên nữa là bên d nữa, bên d, bên cạnh của đa giác đều. D bao nhiêu? D bằng cái này này, đây là d này. Này d bằng là pi r chia 180 nhá. Đây này, công thức của nó đây nhá. Pi đâu? Bằng pi r chia cho 3 chia cho 180 nó bằng như sau này. Nó sẽ bằng là đây. Bằng pi nhân r chia cho đây là pi này là 3.1415 này. Nhân với r. Chúng ta kéo r ra nhé. Kéo r ra và chia cho 180. Đây chính là d. Chúng ta kéo cái d này ra. Đây. Thì đây chính là tham số ban đầu này để vẽ cái hình tròn tổng quát. Tâm là điểm 0,0 ở đây nhé. À, 0,0 ở đây và bán kính là r. Chỉ là thật đang muốn vẽ cái hình này này. Đây, hình tròn đã ra. Thật ra tâm có thể là x bất kỳ cũng được. Nhưng mà thôi, thì để đây sẽ là điểm sẽ là x sẽ là 0,0. Không thì thầy để tổng quát luôn cho dễ nhé. Thầy tạo thêm một biến nhớ nữa này. Biến nhớ nữa là x này là tâm của hình tròn. Đấy, biến nữa nhé là y nhé. Y nhé. Rồi. Rồi thầy đặt đặt ban đầu là x bằng 0, y bằng 0. X bằng 0 và y bằng 0. Đấy, bắt đầu đây nhá. Rồi bây giờ thầy bắt đầu vẽ này. Nha. Nha. Đây thầy vẽ này. Chúng ta nhớ lại này, đây nhé, bây giờ thầy cho cái thầy, đây có đây rồi, xin nhầm nhỉ. Đây, đầu tiên là thầy cho là xóa tất cả đi này, nhé. Nhân vật của chúng ta sẽ phải di chuyển tới vị trí này. Đấy, không, x xong di chuyển dưới này, xong quay trái, xong quay alpha chia 2 nữa, xong bắt đầu đi. Đây, thầy làm cái này, thầy đúng đúng chỗ hình ảnh này nhé, chúng ta quan sát này. Ở đây này, đầu tiên chúng ta sẽ cho con vật đó, nhân vật đó chúng ta sẽ di chuyển về vị trí là x và y, là tâm của vòng tròn đấy. Đây chính là x, y nhé. Go to x, y. Được chưa? Đó là mà nhìn xuống, pointing direction, là xuống, đi xuống. Đấy, nhìn xuống phía dưới nhé. Nhìn xuống phía dưới này. Sau đó là anh ta sẽ con này là nó sẽ di chuyển xuống dưới này đi nó sẽ di chuyển xuống phía dưới đi thẳng phía trước lại một đoạn là r. Đây r đang làm tổng quát cho thật hay nhé. R này quay ông phía dưới này, đây này, quay ông dưới này đi xuống đây là r này. Đấy, thấy không nào, đúng vị trí, đúng hình này chưa, r này. Sau đó là xoay bên trái 90 độ. Đây, xoay trái 90 độ. Nhưng mà chưa đủ nhé. Xoay trái 90 độ là rồi quay này. Đây này. Xong đó là quay trái lần nữa. Quay trái một góc là alpha chia 2 nữa thì mới đủ. Chúng ta làm thêm lại nữa là quay trái một lần nữa cho nó tròn. Một góc là alpha chia 2. Chỗ này này. Chỗ này chính là alpha chia 2. Đây. Chúng ta làm tổng quát luôn nhé. Alpha này. Chia 2. Thì sau lệnh này thì nhân vật của chúng ta là đã đúng nằm đúng vị trí rồi. Để chuyển cho như lại cái này nhé. Và sau đó nó bắt đầu nó quay này, nó sẽ đi vẽ vòng tròn này. Chúng ta làm thử nhé. Và đây chúng ta sẽ gì, sẽ đầu tiên là pen down, sau đó là cho nó repeat n lần. Chúng ta làm tổng quát nhé. N đến chữ 3 chính là 360, chính là n lần. N nhé. Và như sau này, chúng ta nhớ lại là đi về phía trước là một đoạn bằng D này. Đây, đi về trước đoạn bằng D này. D này. Đây. Và sau đó là xoay trái. Xoay trái một góc là alpha. Cho nên là tổng quát luôn cho này, alpha. Đây. Chúng ta chỉ là đoạn vẽ hình tròn này này. Vẽ xong thì ta cho nó pen up lên để cho nó
hạ nâng bút lên. Chúng ta chạy thử nhé, dần dần sẽ vẽ được hình tròn. Đấy. Và của chúng ta nó vẽ là đúng hình tròn bằng kính là R luôn. Bằng kính là R luôn. Đấy. Chậm một tí. Đó. Thấy không nào? Ở đây chúng ta là vì sao chúng ta có cái này? Vì chúng ta đã phân tích từ nãy, phân tích cách mà vẽ mình hình đa giác đều. Này. Chúng ta phân tích từ hình này này. Đó. Đấy, chúng ta có thể thay giảm bằng cách chúng ta thay đổi cái vị trí của thay R đi, ví dụ thay để R là 100 thôi, nó sẽ nhỏ đi. Nó sẽ nhỏ đi này. Nó không còn tròn, nó không còn to nữa. Đó. Được chưa? Thế bây giờ thầy sửa lại chúng ta thành 150 cho thật to, chúng ta vẽ cái hình 150 nhé. Đấy. Và bây giờ thầy cho các con hình này nó ẩn đi. Cho nó yên tâm nhé. Mình vẽ xong thì cho nó ẩn đi. Đây. Vẽ xong thì cho ẩn. Vẽ xong cho ẩn. Dùng cái lệnh là Lux lệnh 2. Đây. Cho ẩn đi. Đấy. Đóng lại này. Đây là cái lệnh đầu tiên nhé. Cho cái hình này của chúng ta là cái bút này là vẽ hình tròn. Hình tròn. Rồi, được rồi, bây giờ như sau này. Bây giờ thầy bắt đầu vào bài tập của chúng ta như sau. Thầy sẽ đầu tiên hết điều khiển. Ban đầu cho con mèo, con cánh cam, con chuột, con chó ở đây nhé. Con chuột sẽ nằm đứng ở đây, là vị trí tâm này. Chuột sẽ nằm đứng ở đây. Con chó thì nghiêng bên phải một góc là bao nhiêu độ đó thì đặt sau nhé. Con cái cam là đối xứng với con chó, con mèo là chỉ một tí, nhưng mà chúng ta cách nhau là ví dụ là 30 độ chẳng hạn. Tùy thì chúng ta lựa chọn nhé. Đấy, ví dụ là chuột này, chó này, cánh cam này, mèo này. Rồi thế bây giờ thầy bắt đầu đưa vào trong nhân của chúng ta là con mèo, cánh cam, chuột và chó. Và bắt đầu điều khiển, làm bắt đầu nhé. Chúng ta đưa vào này. Đầu tiên là mèo trước này. Mèo này. Mày nào? Mày này hả? Đấy con đấy mà... Ừ con xem lại đi, xem lại cái hình này nhé, xem lại cái đoạn. Đây là đoạn chương trình mà để vẽ hình tròn, để định hình đấy. Định hình trước cái bài của chúng ta. Mục đích của chúng ta là vẽ cái con vật là con mèo, con cánh cam, con chuột, con chó đi vòng quanh vòng tròn cơ. Nhưng mà đầu tiên vẽ cho để ta nhớ cách vẽ đã nhé. Thế các con vẽ đi. Làm lại, nhập lại cái phần đó đi. Thế sao của con nó bị méo ấy thế ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đưa con mèo vào và cho con mèo nó nằm ở đây này. Đấy, cánh cam nằm ở đây này. Chuột nằm ở đây này. Và chó nằm ở đây. Đấy, nhé. Chúng ta đưa mèo vào. Sau mèo nó sẽ là cánh cam này. Cánh cam sẽ là chuột này. Đây, tìm chuột nhé. Chuột đây rồi, chuột đây nhé. Đấy, và tiếp theo chuột là con gì? Tiếp theo chuột là con chó. Nếu như vậy, bây giờ thầy để cho con cho nó nhỏ lại một tí nhé, nó hơi to quá. Bây giờ thầy tất cả để lại đây này, đây con mèo đây nhé. Bây giờ thầy để cho các con vật này thầy để chung lại là gì? Đây. Hôm trước cho nó đẹp là ta xét sai của tất cả con vật này nó là còn lại là 80% thôi, cho nó bé lại cho nó dễ nhìn. Đấy, đây là mèo này. Cánh cam này. Đúng không? Cánh cam này. Bìa đến chuột này. Chuột này. Đấy. Xong chó này. Ôi, nó bị mờ, nó không rõ.
Rồi. Đây nhé. Đấy. Kể đó. Bây giờ như này. Bây giờ thầy làm như sao? Bây giờ thầy muốn là sau khi mà vẽ xong, khi mà cái vật này vẽ xong thì sẽ gửi thông điệp để các vật này vào đúng vị trí của mình nhé. Đây chúng ta làm như sau này, để chúng ta vào cái lệnh này nhé. Đây này, sau khi mà vẽ xong nhé, vẽ xong thì con vật này nó gửi một thông điệp, cho tất cả. Thông điệp có tên là reset đi, reset nhé. Reset là cái động tác là bắt đầu lại từ đầu, reset. Thì nó gửi cái thông điệp reset này thì các con vật là mèo, cánh cam, chuột và chó sẽ vào vị trí của mình. Được chưa? Vì chúng ta làm điều khiển con chó, con chuột trước nhé. Chuột nó nằm đúng ở đây. Đây, chúng ta điều khiển chuột trước nhé, chúng ta làm cho mèo và chó sau. Đây, chuột đây nhá. Đây, khi mà chuột nhận được thông điệp là reset. Đó, thì chúng ta sẽ điều khiển chuột vào đúng vị trí này. Đây, chúng ta nhớ lại cái bài lúc nãy nhé. Lúc nãy cái chỗ này là cái chỗ này này. Đây chính là đoạn mà đoạn này, đây chính là cái đoạn mà các con vật mọi đúng vị trí của mình như này, chỗ này này. Đầu tiên là nhảy đến không 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 này, tâm này, quay xuống dưới này, đi phía trước là R này, xoay bên trái là 90 độ này, xoay bên trái là alpha chia 2 nữa thì là đúng vị trí. Đấy, chúng ta làm thử nhé, cho nó cho chuột trước nhé. Đây là chuột này, chúng ta làm nhé. Đây là chuột nhé. Đầu tiên chuột sẽ go to đến vị trí XY, tâm của vòng tròn, tâm của vòng tròn trước. Đấy. Sau đó là chuột sẽ quay xuống, đây, quay xuống ở cái góc là 90 độ, cho 80 độ. Sau đó một chuột đi về phía đi xuống dưới, đi xuống dưới này một cái đoạn là R đúng đúng xuống phía dưới nhé. Đúng xuống phía dưới. Sau đó là gì? Sau đó là xoay bên trái 90 độ. Đây. Xoay trái là 90 độ. Sau đó là xoay thêm lần nữa, góc nhỏ là alpha chia 2. Chuyện này là chỗ rất quan trọng. Vì sao như vậy? Vì nữa này, đi xuống này, quay bên trái 90 độ này, xong quay phải, quay qua trái nữa, góc một góc nữa là alpha chia 2. Alpha chia 2 này. Đấy. Thì cái này chúng ta phải làm thêm cho con chuột nhé. Chỗ này là alpha chia 2 này. Chúng ta kéo con này ra này. Bạn như vậy là có thấy cái làm nhiều khi làm bài tập nó rất chặt chẽ về toán học đấy. Đấy. Alpha chia 2. Thì bây giờ với cái hình này thì là con chuột đúng vị trí. Chuột đúng vị trí ở đây rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với cánh cam và chó. Nhưng mà cánh cam và chó thì hơi khác một chút. Nó không phải thẳng xuống đây mà nó chéo đi một tí. Như vậy là gì? Như vậy là mèo, cánh cam và chó người khác. Như vậy là ở đây là phải như sau. Đối với chó là khi nó quay ông đây là nó sẽ phải xoay bên trái một góc là 30 độ. Việc thầy tạo ra một góc này thì gọi nó là ấy nhé. Đây. Bây giờ đây. Ta sửa như này nhé. Đây, ta sửa như này cho thật hoàn chỉnh nhé. Đây. Của chúng ta là như này nhé. Đây. Đây là chuột này. Chuột nhé. Nằm ở đây này. Bây giờ chó sẽ nằm ở đây. Đây là chó này. Đây là cánh cam này. Còn đây là mèo này. Đấy, như vậy là đây này. Góc này là bằng góc này này. Nó phải cho các bạn các bạn góc bằng nhau đi nhá. Vì thầy đặt góc này vì thầy đặt là 30 độ, vì thầy gọi góc này là beta đi. Thì beta của nó sẽ bằng 30 độ nhé. 30 độ. Đấy, ví dụ như vậy thì thầy sửa được thế này, chỗ này là beta này, chỗ này là beta này, chỗ này là beta này. Như vậy là con chuột sẽ thẳng đây này. Con chó là do chó sẽ phải xoay gì? Chó trước khi thì đây là chó sẽ phải xoay bên trái là beta. Con chuột xoay bên phải là beta. Con mèo xoay bên phải là 2 lần beta, sau đó mới đi xuống. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái biến nhớ mới nữa này cho nó hay. Để tạo ra cái biến nhớ nữa cho thật đầy đủ nữa. Đặt tên nó là beta. Beta là góc. Mà con chó, con mèo, con...
nhé. Đây thầy đặt lại ở chỗ ở cái ban đầu đây. Thầy đặt là beta bằng đây. Beta đã rồi, beta đặt là bằng 30 độ nhé, ban đầu là 30 độ. Đấy. Rồi, thì bây giờ làm cho con canh cam rồi, mình làm cho con chó trước nhé, con chó đây. Đây. Chó này khi nhận được thông điệp là reset. Đây. Chó làm gì? Đầu tiên nhá, chó sẽ go to XE giống như bình thường. Chó là go to XE thôi. Go to XE. Đến tâm của cái nhá. Sau đó mình cũng bình thường thấy chó là xoay xuống dưới. Một góc là quay xuống dưới là 180 độ. Được chưa? Nhưng mà chưa. Sau đó chó sẽ phải quay bên trái, một góc là beta. Đấy, bây giờ chó sẽ phải quay bên trái, đây này, quay bên trái. Một góc là beta. Chó đây nhá. Quay bên trái nó rồi, quay bên trái một góc là beta. Beta đây. Đấy. Chó là phải quay bên trái, quay đường đây nhá, thẳng dưới đây, quay thẳng cho 80 độ là xuống dưới này nhá. Quay bên trái này. Đấy, bên đây quay bên trái thành beta xong mới lúc mới đi xuống. Bây giờ là bên phải chứ thầy. Quay trái hay phải? Chó đây mà, chó đang ở đây nhá, nhìn xuống nhá. Sang bên này thì là bên phải bên trái chứ hả, đúng không? Quay ra đây này, như quay bên trái chứ. Sang bên này mới là phải, bên trái, trái đấy nhá. Thế ta làm thử với ngay nhá. Sau đó là chó sẽ đi về phía trước, múc về phía trước là bao nhiêu? Múc về phía trước là R, giống hình như này này. Giống hình như con chuột như này. Chúng ta có thể là có thể copy được cái này. Đấy. R này đây chúng ta cho copy sang chó nhé. Đây này. Đấy. Sau đó là múc về phía trước là R này, xoay trái 90 độ và alpha chia 2. Ta chạy thử xem thử nhanh nhé. Mouse nó lặp lại rồi thầy. Giờ ta thử cho chạy thử xem nhá. Đây là chó đấy. À đây là chuột chứ. Ô. Chuột này. Chưa copy cái này sang bên này à? Chưa copy được à? Chán thế nhỉ? Mình thấy muốn copy cho nó dễ cho nó đỡ phải làm. Đây này. Làm chậm chậm một tí nhỉ? Đây này. Thôi, không được. Xoay sang trái beta này, đúng không? Sau đó là... Con đang có thể à? Không copy được. Không copy được, không được đoạn này. Thôi, đây là... Dạ, nó nằm khúc ở trong, có thể nhấn control, thầy thả vô. Sao? Thầy nhấn tiếng control, nó thầy thả vô, thầy kéo thả vô, rồi nó nằm khúc ở trong á. Nó có vào đâu mà đây à? Dạ rồi thầy thả vô rồi thầy chọn nó nằm ở phía trong á, thầy kéo cái màn hình này, em nghĩ là nó còn đấy, mấy bữa em làm nó cũng nó có ra đâu, nằm ở đâu thôi. Thì là bằng tay mình chút này, nó vướng chỗ này quá, nó vướng cái này. À đây này. Ở đây chắc được rồi này. Cái này nó dễ hơn này. Rồi, cái này dễ hơn. Rồi. Đấy. Đây này. Chị thử nhé, xem đúng nhé. Bây giờ chị thử này. Đầu tiên nó vẽ cái này, nó vẽ cái này. Xem nó đúng đã nhé. Đấy. Vậy là chuột với chó đúng rồi nhé. Bây giờ thầy copy tương tự thầy làm cho con này nhé.
Như vậy là với cánh cam thì chỗ này là giống hệt như chó, nhưng mà chỗ này là không phải quay trái beta mà là quay phải beta. Còn với mèo thì quay phải hai lần beta. Như vậy thì chỉ copy đây là sang mèo là được. Chó đây nhá. Đây, bây giờ thầy copy cả cái này này sang cho cánh cam. Rồi, cánh cam đây nhá. Cánh cam đây. Bây giờ thầy chỉ việc sửa cái chỗ này này, không phải là quay trái mà là quay phải. Quay phải beta. Đấy. Mình làm tương tự như vậy với mèo nhá. Mèo đây. Đây. Mèo đây. Mèo chỗ này không phải là beta mà chúng ta mèo là phải quay phải là hai lần beta. Chúng ta nhớ lại nhé, đây này. Đây nhé, chuột thì đi xuống này. Chó thì quay trái beta này. Cánh cam nó quay phải beta này. Mèo nó quay phải lần hai lần beta thì nó sẽ yên tâm. Chỗ này là hai lần beta, nó sẽ là cái này này. Phép nhân nhé. Nhân beta đây. Với 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta vẽ lại từ đầu này nhé. Đầu tiên là vẽ cái hình này này. Đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy mới làm động tác tiếp theo này. Rồi, thế bây giờ thầy bắt đầu như vậy là bắt đầu là xong rồi nhé. Bây giờ bước tiếp theo là thầy sẽ làm động tác là khi bấm phím space thì tất cả nó cùng di chuyển. Đấy. Thì chúng ta nhớ lại cái lệnh di chuyển là chính là cái lệnh này này. Cái lệnh này này. Repeat N này. Nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau cho nó di chuyển nào. Tất cả các vật đều di chuyển giống nhau. Đây. Bây giờ bắt đầu nhá, khi mà chúng ta lập trình cho những cái nhân vật này, họ cho cái sân khấu cũng được nhé. Nếu mà người dùng bấm phím space nhé, bấm phím space thì sẽ sân khấu sẽ gửi một thông điệp là start. 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 Và khi đó thì các con vật nhận thông điệp start thì bắt đầu chuyển động. Đây thì làm thử cho bạn xem nhé. Đầu tiên là mèo trước này, nhận thông điệp start này, start nhé. Đây thì bắt đầu này, cái lệnh chạy này rất đơn giản thôi, là cho ta biết rồi là chỉ là gì, chỉ là cái lệnh lặp duyệt nhau, lặp này, lặp bao nhiêu lần, lặp là n lần. Đây nó giống lệnh này này. N, chúng ta có thể copy luôn sang này, cái này này. Chính là cái này này. Lặp N lần này. Và để copy luôn sang này dễ nhé. Đây. Chính là cái này này. Đấy. Bây giờ thầy copy cái này cho tất cả các vật khác giống hệt nhau nhé. Đây. Start này, cho sang này này. Rồi. Cánh cam lên này nhé. Thế nhé, cánh cam lên này. Khi mình nhận được thông điệp start thì nó sẽ bắt đầu di chuyển đúng đúng một vòng này nhé. Bây giờ tương tự đối với chuột nhé. Đây này, chuột này. Và tương tự đối với chó nhé. Đấy. Chó này. Đây, chó nhé. Chuột này. Cánh cam này. Giống hệt nhau. Thấy không? Đấy. Mèo này. Rồi. Bây giờ thầy thử, chạy thử cho xem thử nhé. Đây. Bắt đầu này. Bắt đầu là vẽ này.
xong con vật nó sẽ di chuyển về về vị trí đúng của mình nhé. Rồi bấm space này, thấy chưa? Nhưng mà chỗ này là đúng rồi, nhưng mà nó chưa chuyển động. Biến từ môi trường chuyển động thì làm như nào? Đây mình làm tiếp tục nhá. Đây 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 này. Đây này, thầy sẽ làm như sau, làm chuyển động này, thầy vào chỗ lúc này, thầy có cái lệnh là next costume cho vào đây này. Đấy, đây là mèo nhé. Cánh cam cũng vậy, cánh cam thầy sẽ vẽ thêm. Next costume. Chuột này. Next costume. Chó này. Next costume. Đấy. Vì thầy đang để lung tung ở đây nhé, đang chạy lung tung ở đây nhé. Nào, từ đầu này. Space này, thấy chưa? Riêng có con cánh cam này nó không có gì, bây giờ thầy sẽ vẽ thêm cho nó con cái râu để nó chuyển động nhá. Đây, mình thầy vào cánh cam này. Đây, hiện thầy sẽ duplicate và bắt đầu này, bắt đầu điều chỉnh nhé. Đây này, nhưng trước thầy làm đấy. Được chưa? Nào. Đấy. Bắt đầu. Thấy chưa? Vì nó giống chưa? Thấy biết các bạn sửa bài của mình đi nào. Đây một cái bài này là cái bài này là tổ hợp của nhiều bài nó tổng hợp lại là cả cả cái cách vẽ vòng tròn nữa nhé. Đây thấy không, hay bố nhân vật sao đây. Bây giờ nhé thì thầy nói tiếp này, ở chỗ này nhé, ở chỗ này chúng ta có thể điều chỉnh một chút cho nó hay hơn này. Bây giờ thầy sẽ làm như sau cho các bạn thấy là nó điều chỉnh như này nhé. Bây giờ cả cái đoạn từ chỗ này này, từ chỗ raise on đến chỗ này này là chẳng qua là cái lệnh vẽ thôi, là cái lệnh vẽ. Thế bây giờ thầy muốn cho nó vẽ thì nhanh thì làm như nào? Đây, bây giờ thầy đặt cái hai này lên lên trên nhé. Đấy. Thì ở trong Scrap nó có một chức năng để tạo ra một cái lệnh hay là nó là một cái thủ tục mình có thể tự tạo ra. Này, thì cả cái đoạn này này thầy đưa vào một thủ tục, một cái lệnh mới. Thì lệnh nó nằm ở trong nó là my block nhé. Bây giờ vào đây này. Đây. Thì tạo ra make make block, thì tạo ra một cái lệnh là vẽ hình tròn như này, vẽ hình tròn, thấy chưa? Và nếu hình tròn nó vẽ được thì nó có một tính năng rất hay là khi tạo ra cái lệnh mới này thì nó có chức năng này, có chức năng này là chức năng là run with your screen refresh. Đây là lệnh mà khi bấm vào đây thì nó vẽ rất nhanh. Đấy. Thì ok vào đây nhé. Đó thì cái lệnh này là lệnh như sau, cái lệnh này là lệnh vẽ hình tròn này, là lệnh này. Thầy chuyển tất cả cái đám này là về đây này. Đấy. Nhá. Mà khi đó lệnh này là chỉ là một lệnh thôi. Đấy. Làm thế này thì nó sẽ rất là nhìn chương trình nó rất là sáng sủa. Toàn bộ cái phần này này. Nó làm một cái thủ tục. Hay là một cái lệnh mới. Thủ tục này. Đấy. Thì như vậy là cái lệnh là thủ tục là lệnh này này. Các bạn nào các bạn thảo rồi thì làm
thì không sao, nhưng mà người nào mới thì thấy khó. Nhưng mà đây là cái lệnh này, trong cái phần là mind block, nó cho phép chúng ta tạo ra một lệnh mới, lệnh vẽ hình tròn đây. Khi tạo ra rồi thì cái lệnh vẽ hình tròn lệnh này có thể dùng nhiều lần như một lệnh bình thường. Còn đây là cái định nghĩa của cái lệnh đó, định nghĩa của cái lệnh là vẽ hình tròn. Thì chúng ta có thể gì? Chúng ta có thể định nghĩa cái lệnh này bằng cách là đưa bấm vào đây thì nó sẽ chạy nhanh này, chạy rất nhanh trên màn hình này. Bây giờ chạy thử các bạn xem nhé, rất nhanh này. Đấy, cực kỳ nhanh đúng không nào? Bây giờ thầy lại này, bấm đây này, cực nhanh, vẽ rất nhanh, bấm đây chạy. Đấy. Thấy chưa? Thấy hay không? Như vậy là cái bài này là một bài làm rất là nhiều việc khác nhau đấy, rất là nhiều kiến thức khác nhau chúng ta phải nhớ nhé. Rồi bây giờ chúng ta bài này chúng ta ghi vào, các bạn ghi vào và chúng ta đưa lên đưa trên nhóm nhé. Đây. B2 B2.2 đúng không? Thầy cho em coi lại mấy con vật chút được không thầy? Được, những con vật chạy trên hình tròn nhá. Chạy trên hình tròn. Ơi. Xem con vật nào. Thầy cho em xem lại là có mấy con vật chút được không ạ? Đây, đang ra con vật đây. Đây là con mèo nhá. Các con khác là tương tự thôi. Đấy. Cho nên dễ nhìn nhé. Đây là con mèo này. To dễ nhìn nhé. Đây con mèo đây nhé. Đấy. Thầy cho em hỏi ai với thông điệp star. Cái gì cơ? Ai với thông điệp star. Thông điệp star đây à? Start là sân khấu này, sân khấu là nơi gửi thông điệp nhé. Đấy. Dạ em cũng mơ thầy. Thế các bạn làm thế nào? Làm xong rồi thì đẩy lên cái nhóm của chúng ta nhé, đẩy lên cái nhóm ở trên Skat Edu trong Meet trên Edu ấy nhé. Cho cháu xem nhân vật một kỳ thay. Nhân vật gì? Nhân vật mau bút. Nhân vật gì? Bút à? Bút đây này. Đây là bút nhá. Thưa thầy cho con xem nhân vật mèo đúng không thầy? Mèo đây. Mèo và cánh cam và chuột và chó nữa thầy ạ. Ừ. Tiếp theo là cánh cam thầy ạ. Cánh cam đây. Cam đây. Nó cũng giống nhau nhé. Chỗ này giống hệt nhau này. Chỉ khác ở cái chỗ này thôi, khác ở chỗ này này. Khác là con mèo với cam thì có thêm cái lệnh là cánh cam thì quay sang phải beta này. Đấy, khác nhau chỗ đấy thôi. Còn dưới này cũng giống. Mèo nó quay sang phải là hai lần beta. Đấy. Cánh cam quay sang phải là beta. Chuột thì không cần quay sang chuột thì không cần quay sang phải beta. Còn chó quay sang trái beta. Đấy. Vì chúng ta nhớ lại là con vật nó lệch nhau như này mà. Con chó ở đây này. Con chuột này, cánh cam này, con mèo. Cho nên nó có sự lệch nhau một tí thôi. Còn nó vẫn nằm ở trên cái vòng tròn. Đấy. Chúng ta chú ý như bài này hơi khó một chút. Thì nó mới gọi là nâng cao nhé. Đấy. Thầy cho con vào cái backdrop con xem lại cái lệnh không ạ? Đây, có một lệnh thôi. Vâng.
Đây mèo, mèo đây, mèo đây. Chuột đây. Huy ơi. Thầy ơi, thầy cho em xem cái con cái cam. Cam đây. Thầy, thầy, cái project này thầy có xem lên của squad mà thầy. Cái gì? Cái project này thầy có xem, thầy có gửi lên squad không? Có, sẽ gửi ngay bây giờ đây, nhé. Gửi luôn bây giờ nhé. Thầy tranh thủ thì vào tôi sẽ gửi luôn thôi cho nó yên tâm. Đây. À đây tôi gửi luôn cho nó ấy nhé. Đây này vào kia. Hôm trước chúng ta vào cái chỗ nào nhỉ? Đây. À thầy đưa lên đây nhé. Quên mất tôi chưa đưa lên. Bây giờ đưa lên đã. Đây. Chiếc lưu ở đâu nhỉ? Thầy nhìn lại. Đây. Đây thầy em share nói luôn thầy. Đây share luôn nhé. Trên vòng tròn nhé. Trên vòng tròn đây. Bấm space. Để bắt đầu. Bắt đầu chạy. Đấy. Rồi, thì bây giờ thầy mới đưa vào đây. À, đấy đưa đưa nó vào đây. Master.
Gross. Đây, cái này vừa mới đưa vào này. Đấy, vừa đưa vào xong đây nhé. Được chưa? Đấy. Và làm xong chưa? Bây giờ thầy cùng các bạn chúng ta sửa, bây giờ thầy muốn sửa một chút hay hơn nữa nhé. Mà này là bạn làm gì sau này? Giờ thầy muốn là khi mà đang chạy như vậy, khi bấm space thì nó chạy mãi mãi, nhưng mà nháy space lần thứ hai thì nó dừng lại, xong bấm nháy máy space nó lại chạy nữa. Đấy, bây giờ là cái bấm space thì nó dừng lại, bấm space nó chạy mãi không, ở đây là chạy một vòng thôi, bây giờ thầy muốn là chạy mãi thì làm thế nào? Đấy, thì chúng ta cùng nhau chú ý nhé. Tức là bấm space một lần thì bấm space lần đầu tiên thì chạy, mà chạy đã chạy thì chạy mãi. Bấm space lần thứ hai thì dừng lại, tất cả cũng dừng lại. Xong bấm space lần thứ ba là chạy, mà đã chạy thì chạy mãi. Đấy, mà sửa đi một chút nhé. Sửa một chút là chúng ta cho cái điều kiện thêm vào là cái nút cái bấm space là nó sẽ phải điều khiển cái việc là đang chạy thì dừng, đang dừng thì lại chạy, mà nó chạy thì chạy mãi chứ không phải chạy một vòng như thế này. Làm như thế nào nhỉ? Chúng ta làm cái đơn giản như sau thôi. Chúng ta sửa một chút cái chỗ này này, và đây chúng ta sẽ cho thêm một cái biến nhớ nữa đưa vào bên biến nhớ này để đảm bảo rằng là điều khiển này là nó chạy không chạy. Tức là chúng ta cho vào một cái biến nhớ tên là run đi. Run là cái động từ dùng để chạy đúng không? Run này, run. Thì chúng ta quy định là gì? Quy định là run bằng 0 thì nó đứng lại, run bằng 1 thì nó chạy. Được chưa? Đấy, thì làm như sau nhé. Đây, khi bắt đầu chương trình thì chúng ta đây chúng ta đặt ban đầu ở đây, và chúng ta sẽ mặc định khi chúng ta bắt đầu chơi, bắt đầu vào chương trình thì chúng ta đặt cái biến run này là 0, là không chạy. Được chưa? Bây giờ cái biến space này chúng ta chú ý nhé. Cái space này như sau này. Cái space này là như này này. Nếu mà run bằng 0 thì bật run bằng 1 và gửi thông điệp start để chạy. Còn nếu mà run bằng 1 thì cái bấm space này nó sẽ đưa run về 0. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Cái làm như sau nhất đây này. Đặt cái làm như sau. Chúng ta đưa đây một cái lệnh if gieo này thôi. Đấy. Nhé. Nếu này ta làm rất đơn giản là cái này, cái mẹo này các bạn thấy là lập trình rất hay chỗ đấy nhé. Đây là nếu này, nếu mà run mà bằng 0 ấy nhé, thì chúng ta đặt run bằng 1 để bắt đầu chạy và broadcast start. Đấy, đấy nhé, đặt lại như này nhé. Cái space này chúng ta sửa sau này. Cái space các bạn quan sát đây nhé. Nếu mà đây này, người dùng bấm space nhé. Nếu mà run bằng 0 thì đặt run bằng 1 và gửi thông điệp start để bắt đầu chạy. Còn nếu mà run bằng 1 thì chúng ta đặt run bằng 0 cho nó dừng lại. Đây. Nhé. Nhưng mà chúng ta sửa cái này một tí nên là sửa một tí như vậy thôi thì bảo đảm rằng là gì sẽ điều khiển được. Như vậy bên chúng ta điều khiển lại nhé, là run là cái biến điều khiển chạy. Nếu mà run bằng 0 thì dừng lại, run bằng 1 thì bắt đầu chạy. Và bây giờ chúng ta sửa như sau. Đây, chúng ta sửa chỗ này này. Chỗ này không phải là repeat n nữa, mà là gì? Mà chúng ta phải sửa lại thành cái lệnh là gì? Đây này, chỗ này này. Đấy nhá, chỗ này sửa như sau. Chúng ta dùng lệnh là repeat until. Đây. Đây nhá. Không phải là n nữa, mà chỗ này là gì? Chỗ này là repeat until run bằng 0. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Này, chúng ta sửa chỗ này. Lệnh này này. Không phải ngày xưa là repeat n thôi, là làm chạy một vòng, vì chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta đưa cái này vào đây. Là repeat until run bằng 0 thì dừng lại.
thấy chưa? Đấy, nó không thể dừng lại. Thế nên nó vào đây. Đấy. Và chúng ta copy lại toàn bộ cái phần này. Đấy. Đây là con mèo nhé. Con anh cam này làm tương tự. Đây. Chúng ta thay cái này. Bằng cái lệnh là repeat until. Đây. Repeat until gì? Until là run bằng 0. Đây. Repeat until run bằng 0 thì dừng lại, thì không chạy nữa. Đây này. Đấy. Liên tục như này. Đấy. Tương tự như vậy với chuột. Chúng ta bỏ cái này ra, bỏ cái này đi. Và chuyển nó thành gì? Đâu là control này nhỉ? Repeat until run bằng 0. Đây. Run bằng 0. 0. Nha. Yeah. Tương tự như vậy với chó này. Chúng ta bỏ cái này ra và chúng ta vứt cái này ra ngoài. Và chúng ta thay nó bằng là repeat until. Nhưng mà các bạn thấy cái lập trình nó hay không? Lập trình là chúng ta có thể biến đổi rất là biến đổi cho nó thành một cái chương trình như chúng ta mong muốn. Đấy. Như vậy chúng ta sửa lại chó nhé. Chó sửa chúng ta là repeat until này, chuột này repeat until này nhé, và cánh cam là repeat until này, và mèo until này. Và chúng ta nhớ lại sửa lại cái lệnh này này. Đấy. Đấy. Chúng ta thử chạy thử nhé. Bấm này. Bây giờ nó sẽ chạy liên tục chứ nó không phải là nó vòng rồi nữa, nó chạy mãi. Đấy. Bấm space này dừng lại này. Đấy. Bấm space nữa này chạy này. Thấy không nào? Như vậy chúng ta làm cái, chúng ta đã cải tiến thành cái bài khác hay hơn là cứ chạy vĩnh viễn và cứ bấm space nó dừng lại. Đấy. Bấm space thì lại chạy. Được chưa? Đấy. Bây chúng ta sửa lại là bài cũ sửa lại như cũ nhé, mà sửa thành bài mới như này đi nhé. Bây giờ chúng ta lưu lại với cái bài là bài số 3 đi, của vừa này, bài này bài quan trọng, bài hay. Chính ghi lại là B2.3 đúng không? 4 con vật chuyển động. Chuyển động có điều kiện. Có điều kiện dừng nhé. Đấy. Bấm space này. Đấy. Space nữa này. Space này. Đấy. Thấy không? Con gì? Con chó à? Đây chó đây, chó đây. Đây con chó đây. Thế là cho xem lại cái phần backdrop được không ạ? Đây. Backdrop đây. Sân khấu đây. Đấy. Chúng ta sẽ phải thêm một cái biến nhớ nữa là biến run. Và nhớ là khi bắt đầu chơi này, khi bắt đầu chơi thì đặt run bằng 0, là trạng thái là không chạy. Sau đó thì ta sẽ điều khiển như sau, điều khiển như thế này. Nhưng mà chúng ta phải chỉnh sửa một chút thôi. Được chưa? Phong to nhìn dễ cho thích này. Đấy. Thầy cho em xem con chuột thầy. Chuột,
quần đây. Thấy rồi, sao đá của em con chó với con chuột lại chạy trước con mèo với lại cái vòng để vẽ. Sao? Xem con gì? Con chó với chuột của em á, nó lại chạy nhanh hơn con mèo với lại con cánh trang. Con mèo đây. Mèo đây nhá. Mèo đây. Đây là mèo này. Mèo tức là các con vật này giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở chỗ này thôi. Khác nhau ở chỗ này là con mèo thì là chỗ này có cái lệnh là quay phải beta nhân 2. Còn lại là giống hệt nhau hết. Cánh cam đây. Giống hệt mèo, chỉ khác bước một chỗ thôi. Là cái chỗ này này là quay phải beta. Đấy. Còn chuột thì không có lệnh đó. Đây, chuột không có lệnh đó. Còn chó thì quay bên trái beta. Như vậy tất cả các con này chỉ khác nhau đúng một chỗ hay như vậy, giống hệt nhau, khác nhau đúng lệnh này thôi. Chúng ta phân tích một kia cho ta thấy nhé. Thế em áp rồi thì chắc cho em được. Sao? Thế cho con xem lại phần chỗ phần backdrop, cho xem lại phần backdrop. Đây backdrop đây. Backdrop đây nhé. Con xem lại cho bút được không ạ? Bút đây gì? Đây bút đây. Bút đây. Đấy. Thầy check cho em được không ạ? Check cái gì? Check chỗ nào? Cho xem phần con mèo được không? Cho xem phần con mèo được không ạ? Đây mèo đây.
rồi. Cái gì cơ? Dạ, ý là học xong chưa thầy? Cái gì cơ? Cháu muốn con xem cái gì? Nhá, thì việc các bạn về làm mà làm tiếp bài này cho chúng ta đưa lên nhóm nhá. Làm đúng như này là nó như là bấm space là phải dừng lại, bấm space là chạy tiếp này, đấy nhá. Được chưa? Xong hết chưa? Được ạ. Ừ. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhá. Buổi sau sẽ làm bài tập khác nhá. Thôi chúng ta nghỉ ở đây thôi. Ừ. Bài tập là gì hả thầy? Cho xem nốt phần con chuột được không ạ? Đây con chuột đây. À bây giờ thầy đưa bài này lên mạng luôn nhá. Thầy đưa cái bài lên mạng luôn để cho chúng ta đây. Bây giờ thầy ký hết này. Tạo cái mới này xong thầy đưa lên mạng. Để mạng nữa cho mọi người vào xem nhé. 323 có điều kiện share nhé. Đây bấm space nhé, bấm space thì dừng, bấm space đi tiếp, đi tiếp. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ thì tôi lại share lại cái lúc nãy nhá. Mà stop ở đây này. Chúng ta có hàng làm một bài nhưng mà có hai phương án nhé. Đấy. Xong chưa? Chúng ta nghỉ nhá. Con thì mới ra mắt platform. Xin chào thầy. Nhờ, chào các bạn. Platformer. Chào thầy. Con chào thầy.